Chúa cùng anh chị em. Và cùng Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con điều này khi còn ở với các con, nhưng Đấng Phù Trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không phải như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng Thầy đi rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy vui mừng, vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một bộ phim nổi tiếng được chiếu đi chiếu lại trên màn ảnh truyền hình. Bộ phim mang tên Cướp Biển Vùng Caribe, và tài tử chính của bộ phim này tên là Johnny Depp. Anh ta đưa người vợ cũ rất xinh đẹp của mình ra tòa án kiện cáo nhau. Và qua những cái lời đối đáp của họ, ta thấy rằng từ lâu trước khi họ ly dị nhau thì gia đình của họ đã là một bãi chiến trường. Vợ chồng xung khắc nhau, chửi bới nhau, rượt đuổi nhau, đánh nhau, gây đau đớn cho nhau, và bây giờ thì bêu xấu nhau trước mặt toàn thể thế giới, để tất cả mọi người nhìn, thế giới nhìn vào để thấy cái tương quan của họ tồi tệ như thế nào. Đúng là một cái bãi chiến trường mang tính cách toàn cầu. Mọi người trên thế giới nhìn thấy cái điều đau đớn đó. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chiến tranh đau đớn khủng khiếp nó không phải chỉ xảy ra ở vùng đất Ukraine nào đó, mà nó vẫn hằng diễn ra trong nhiều gia đình, trong nhiều cộng đoàn, trong nhiều tâm hồn. Biết đâu đang diễn ra trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, rất đau đớn. Thế thì làm thế nào để cho những cái chiến tranh xấu xa đớn đau đó nó đừng diễn ra trong tâm hồn của mình, trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình? Để trả lời cái câu hỏi này và có được câu trả lời, chúng ta nên nhìn vào cái cộng đoàn nho nhỏ được nhắc đến ở trong bài Tin Mừng hôm nay. Cái cộng đoàn đó do chính Chúa Giêsu quy tụ, đó là 12 tông đồ, và Chúa Giêsu đang ăn bữa tiệc ly với nhau và đang đối diện với một cái biến cố tâm tối khủng khiếp. Chúa Giêsu sắp sửa chết nhục nhã đau đớn, bối cảnh rất nặng nề, tâm tối căng thẳng. Nhưng mà trong chính lúc căng thẳng buồn bã đó, Chúa muốn là tâm hồn của các tân đồ và cái cộng đoàn này cứ phải tràn ngập sự bình an và niềm vui. Thế Chúa nói: Thầy để lại bình an cho các con,
Thì ban bình an của Thầy cho các con, và các con phải vui lên vì Thầy về cùng Chúa Cha. Bất chấp tâm tối, đau khổ, căng thẳng, cứ có cái sự bình an tràn đầy và niềm vui. Và bí quyết ở cái chỗ nào? Thưa, ở chỗ có cái sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi rất sống động và tỏa sáng nơi các tông đồ, nơi cộng đoàn này. Chúa nói: ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta đây là Chúa Ba Ngôi, sẽ đến và ở trong người ấy. Ở đâu có Chúa Ba Ngôi thì ở đấy có cõi thiên đàng an vui. Cõi thiên đàng sống động tỏa sáng được mô tả rất hấp dẫn ở trong bài đọc thứ hai: tôi thấy thành thánh Jerusalem từ trời, nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó tỏa ra như đá quý, giống như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê. Thành không cần mặt trời, mặt trăng chiếu soi, vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó, và đèn của nó chính là con chiên. Cái thành thánh Jerusalem mới đó chính là những cộng đoàn có Chúa Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi là ánh sáng, là vinh quang của cộng đoàn này, tỏa sáng niềm vui và bình an của cõi thiên đàng. Đấy là cái bí quyết giúp cho mọi người tránh được những cái cuộc chiến đen tối thảm khốc ở trong tâm hồn, trong cộng đoàn, trong gia đình của mình. Làm sao để có Chúa Ba Ngôi tỏa sáng? Thực ra thì Chúa Ba Ngôi ở khắp mọi nơi, lúc nào Ngài cũng ở trong tâm hồn của mình, nhưng mà không tỏa sáng ra được, không sống động được. Bởi vì cái tội ích kỷ kiêu ngạo của mình che kín, không còn chỗ để cho ánh sáng Chúa Ba Ngôi tỏa ra được. Cho nên Chúa Giêsu mới nói: ai giữ lời Thầy thì chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Khi chúng ta giữ lời của Chúa, noi gương Chúa, yêu thương như Chúa, giữ lời yêu thương để mà khiêm tốn phục vụ, để mà thông cảm thứ tha, để phá vỡ cái tội ích kỷ kiêu ngạo nó che kín ánh vinh quang của Chúa Ba Ngôi. Khi giữ lời Chúa như vậy thì sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi sẽ tỏa sáng, vinh quang của Chúa sẽ rực rỡ nơi bản thân của ta, tỏa sáng niềm vui và bình an của cõi thiên đàng. Lúc ấy tâm hồn mình được thanh thản, cái sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần tràn đầy tâm hồn của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm ra cách để hóa giải mọi mối tương quan xung đột, tạo nên sự bình an và niềm vui cho tâm hồn, cho gia đình, cho cộng đoàn, và góp phần xây dựng hòa bình cho thế giới. Sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi là chúng ta cần phải ý thức để làm sao sự hiện diện nó trở nên sống động và tỏa sáng ở trong bản thân, trong gia đình, ở trong cộng đoàn của mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn cảm thấy hạnh phúc vì có sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi. Sự hiện diện đó luôn muốn tỏa sáng, mang lại niềm vui và bình an. Xin cho chúng con phá vỡ cái tội ích kỷ kiêu ngạo, giữ lời của Chúa để lòng được rộng mở, thì ánh vinh quang của Chúa Ba Ngôi sẽ tỏa sáng, làm cho bản thân của con, làm cho gia đình và cộng đoàn có như là thành thánh Jerusalem, đẹp như ngọc thạch và rực rỡ vinh quang của Chúa, đã soi chiếu niềm vui của cõi thiên đàng, mang lại bình an, tạo những mối tương quan tốt đẹp và xây dựng thế giới mỗi ngày một an bình hơn. Xin Chúa cho con ghi khắc lời của Chúa: ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy.